Kính thưa quý vị, Justin Bieber đã khiến người hâm mộ của mình hoảng hốt khi bất ngờ tuyên bố giải nghệ trong đêm Giáng sinh, mặc dù đã nói rằng mình sẽ nghỉ hát thông qua một tin nhắn trên Twitter. Rất nhiều người hâm mộ của Bieber vẫn tin rằng đây chỉ là một trò đùa của nam ca sĩ đối với giới truyền thông. Hồi đầu tuần này, Bieber cũng đã từng nói đùa về việc giải nghệ khi đang phỏng vấn với một đài radio. Và kính thưa quý vị, Charlie Sheen hiện vẫn đang tiếp tục một cuộc tranh cãi với vợ cũ trên Twitter. Mới đây, nam diễn viên 48 tuổi đã đăng tải một bức hình lên mạng xã hội kèm với lời ghi chú về việc giành được quyền nuôi con trong dịp lễ Giáng sinh. Sheen và vợ cũ là Denise Richards đã bắt đầu đấu đá trên Twitter kể từ khi nam diễn viên này không được ở cùng với hai cô con gái trong dịp nghỉ lễ cuối năm. Và kính thưa quý vị, Tina Fey hiện đang chuẩn bị quay trở lại trên màn ảnh nhỏ. Theo tạp chí Entertainment Weekly đã đưa tin, kênh truyền hình Fox hiện đang bật đèn xanh về một phim hài dài tập do Tina Fey sản xuất và vẫn chưa được đặt tên. Theo tạp chí nói trên cho biết, bộ phim hài này sẽ là câu chuyện về một trường cao đẳng nữ đang bắt đầu mở cửa đối với các sinh viên nam. Hiện vẫn chưa rõ thời điểm mà bộ phim này sẽ được phát sóng.